Hải Bình và Hoàng Quân xin phép được quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, không có chuyện Hoa Kỳ đàm phán với Bắc Hàn. Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Hai ngày 2 tháng 10 xác định rõ ràng, chính quyền Donald Trump sẽ không tổ chức bất cứ cuộc đàm phán nào với Bắc Hàn vào thời điểm này, ngoại trừ những cuộc đối thoại có thể diễn ra nhằm đòi trao trả các công dân Hoa Kỳ bị bắt giữ tại đó. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders nhắc lại nội dung một tin nhắn Twitter của Tổng thống Donald Trump hồi cuối tuần vừa qua rằng Hoa Kỳ đã nói rõ ràng bây giờ không phải là lúc đàm phán. Tin nhắn của ông Trump cũng được xem là một lời nhắc nhở đối với Ngoại trưởng Rex Tillerson khi ông để ngỏ khả năng đàm phán với Bắc Hàn. Bà Sanders nói rằng các cuộc đối thoại duy nhất đã diễn ra hoặc có thể sẽ diễn ra đều nhằm đưa những người Hoa Kỳ bị bắt giữ về nước. Bà nói rằng ngoài mục đích đó sẽ không có cuộc đối thoại nào với Bắc Hàn. Bà xác định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ việc tạo áp lực ngoại giao lên Bắc Hàn và điều đó không đồng nghĩa với đàm phán. Hoa Kỳ trục xuất 15 nhà ngoại giao của Cuba. Thưa quý vị, chính quyền của ông Donald Trump hôm thứ Ba ngày 3 tháng 10 ra lệnh trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba ra khỏi tòa đại sứ của đảo quốc này tại Washington. Tiếp theo sau sự việc Hoa Kỳ hồi tuần trước tự rút hơn một nửa ngoại giao đoàn ở Havana về nước. Hãng thông tấn Reuters trong cùng ngày dẫn một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết các quy định này dựa trên việc chính quyền Cuba đã không hành động hiệu quả để bảo vệ các nhân viên ngoại giao của Hoa Kỳ bị nhắm tới trong một loạt các cuộc tấn công bí ẩn, khiến cho họ bị tổn hại sức khỏe. Một giới chức ẩn danh của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng các nhà ngoại giao Cuba đã được cho thời hạn 15 ngày để rời khỏi Hoa Kỳ. Những bước đi này của chính quyền ông Trump đánh dấu thêm một đòn giáng nữa vào chính sách của ông Barack Obama, vốn nhắm mục tiêu tái hàn gắn quan hệ giữa Washington và Havana, hai kẻ cựu thù thời chiến tranh lạnh. Thưa quý vị, Nga dọa trả đũa Hoa Kỳ vì vào tòa lãnh sự tại San Francisco. Bộ Ngoại giao Nga cảnh cáo rằng Nga sẽ trả đũa Hoa Kỳ về điều mà họ gọi là một hành động thù địch và bất hợp pháp sau khi các giới chức của Hoa Kỳ đi vào khu vực cư ngụ tại tòa lãnh sự Nga tại San Francisco. Các nhân viên ngoại giao Nga đã rời khỏi tòa lãnh sự này hồi tháng trước sau khi Washington ra lệnh cho Moscow dọn khỏi một số cơ sở ngoại giao tại Hoa Kỳ. Đây là một phần trong loạt hành động trừng phạt lẫn nhau về ngoại giao trong một giai đoạn khó khăn của quan hệ song phương. Kể từ đó, giới chức Hoa Kỳ đã dọn vào những khu vực hành chính của tòa nhà tại San Francisco. Nhưng vào hôm thứ Hai ngày 2 tháng 10, họ đã đi vào những khu vực cư ngụ mà các nhân viên Nga bỏ đi đã khóa lại. Bộ Ngoại giao Nga đã đưa lên Facebook những hình ảnh mà họ mô tả là giới chức Hoa Kỳ phá khóa để tiến vào các khu vực cư ngụ của tòa nhà. Các khu vực này hiện nay đều không có người cư ngụ. Xếp hàng dài để hiến máu cho nạn nhân vụ khủng bố. Thưa quý vị, những đám đông hôm thứ Hai ngày 2 tháng 10 đã xếp hàng dài bên ngoài các trung tâm hiến máu ở Las Vegas để hiến máu cho các nạn nhân của vụ nổ súng chết nhiều người nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Một người đàn ông 64 tuổi đã về hưu đã xả súng từ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay xuống đám đông của người tham dự đại nhạc hội đồng quê vào hôm Chủ nhật, giết chết ít nhất 59 người trước khi tự sát. Đạn bắn từ cửa sổ của khách sạn xuống đám đông 22.000 người kéo dài trong vài phút, gây ra tình trạng hoảng loạn. Ít nhất 525 người đã bị thương. Khi một số người chạy trốn dẫm đạp lên nhau, trong khi cảnh sát lúng túng để tìm ra tay súng. Cảnh sát xác nhận là tay súng Stephen Paddock là cư dân của một cộng đồng hưu trí ở Mesquite. Họ tin rằng Paddock đã hành động một mình. Và Tổ chức Quốc gia Hồi giáo ISIS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về cuộc thảm sát. Nhưng các giới chức Hoa Kỳ chưa tìm thấy bằng chứng là Paddock có liên hệ với nhóm khủng bố này. Thưa quý vị, Thượng viện Hoa Kỳ giữ một phút im lặng tưởng niệm các nạn nhân tại Las Vegas. Trưởng khối đa số Thượng viện Hoa Kỳ Mitch McConnell đã dẫn đầu một phút mặc niệm tại Quốc hội vào hôm thứ Hai để tưởng niệm các nạn nhân của vụ tàn sát tại Las Vegas đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 59 người và làm hơn 500 người bị thương. Nghị sĩ Đảng Cộng hòa từ Kentucky nói rằng các nhà điều tra sẽ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời, nhưng điều rõ ràng hiện nay là thời điểm để tang và cầu nguyện của cả quốc gia. Ông nói những gì đã xảy ra tại Las Vegas thật bất ngờ, thảm khốc cho các nạn nhân và gia đình của họ. Và thật khó có thể tưởng tượng được nỗi đau của họ. Ông xác định nhiều người dân Hoa Kỳ vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Ông nói những người đã trấn tĩnh lại thì bắt đầu tự hỏi tại sao một người nào đó lại có thể làm một điều khủng khiếp như vậy. Ông hy vọng rằng các nạn nhân sẽ thấy cả nước đang kề vai sát cánh với họ trong những ngày này. Thưa quý vị, Đảng Dân Chủ đòi kiểm soát súng, Đảng Cộng Hòa giữ im lặng. Vụ thảm sát hôm Chủ nhật ở Las Vegas làm dấy lên một phản ứng có tính nghi thức từ các chính trị gia thuộc hai đảng. Đó là phe Dân Chủ lại yêu cầu có luật kiểm soát súng khắt khe hơn, trong khi phe Cộng Hòa kêu gọi cầu nguyện nhưng không tỏ dấu hiệu ủng hộ những luật đó. Nghị sĩ Chris Murphy của
thì kết nơi xảy ra vụ xả súng vào năm 2012 đã giết chết 20 em nhỏ 6 tuổi và 6 người lớn, nói rằng ông sẽ giới thiệu một dự luật mới về kiểm soát thân thế người mua súng. Vụ thảm sát ở Connecticut đã làm nổ ra những cuộc tranh luận nghiêm túc tại Quốc hội về kiểm soát súng. Nhưng những nỗ lực ban hành một dự luật đã thất bại hồi năm 2013 trước sự phản đối mạnh mẽ của các tổ chức như Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA. Những cuộc tàn sát tiếp theo đã đưa tới những lời kêu gọi tương tự, nhưng phe Cộng hòa vẫn cho rằng kiểm soát súng là vi phạm tu chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc chưa muốn đề cập kiểm soát súng. Tòa Bạch Ốc hôm nay thứ Hai ngày 2 tháng 10 xác định vẫn còn quá sớm để thảo luận về chính sách kiểm soát súng. Một ngày sau khi một tay súng bắn chết ít nhất 59 người và làm hơn 500 người bị thương tại một đại nhạc hội đồng quê tại Las Vegas. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders nói với các phóng viên tại buổi họp báo sáng thứ Hai rằng hôm nay là ngày để an ủi những người sống sót và thương tiếc những người đã mất. Sẽ quá sớm để thảo luận về chính sách khi không nắm bắt đầy đủ các dữ liệu hay những gì đã xảy ra trong đêm qua. Bà Sanders lưu ý rằng vấn đề kiểm soát súng sẽ là điều có thể bàn trong những ngày sắp tới và chỉ khi tìm hiểu xem mọi việc diễn biến ra sao. Bà cho rằng điều không nên làm là cố gắng tạo ra các đạo luật không hiệu quả hoặc không thể ngăn chặn những tội ác như thế này tiếp tục xảy ra. Trong khi đó, thì vợ chồng cựu dân biểu Giffords chỉ trích Quốc hội. Cựu dân biểu Gabriel Giffords từ tiểu bang Arizona, người bị bắn vào đầu hồi năm 2011, hôm thứ Hai ngày 2 tháng 10 cùng với chồng bà kêu gọi phải có luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn sau vụ thảm sát tại đại nhạc hội ở Las Vegas. Bà nói trong một thông điệp gửi Quốc hội từ bên ngoài điện Capitol rằng quốc gia đang trông chờ vào những nhà làm luật. Chồng của bà Giffords, ông Mark Kelly, một phi hành gia đã về hưu, nói rằng cả hai ông bà đã đau khổ vì vụ xả súng hôm Chủ nhật giết chết nhiều người nhất trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ. Nhưng những ý tưởng và lời cầu nguyện của các nhà lãnh đạo sẽ không ngăn cản được bạo lực trong tương lai. Ông Kelly nói quốc hội hiện đang làm luật để làm suy yếu luật súng. Theo ông thì mọi người không thể sống theo cách này được. Bà Giffords đã bị thương nguy kịch hồi năm 2011 khi một tay súng bắn vào đầu của bà và sau đó bắn vào các cử tri ở Tucson, Arizona, giết chết 6 người và làm bị thương 18 người. Thưa quý vị, người Hoa Kỳ muốn kiểm soát súng nhưng sự chú ý phai nhạt dần. Sau những vụ xả súng hàng loạt, sự hỗ trợ dành cho những luật lệ kiểm soát súng khắt khe hơn tăng mạnh ở Hoa Kỳ. Nhưng rõ ràng sau đó sự chú ý đã phai nhạt dần. Một cuộc nghiên cứu của Trung tâm Pew thực hiện hồi mùa xuân năm nay nhận thấy rằng có 83% số người Hoa Kỳ nói rằng bạo lực súng là một vấn đề lớn tại Hoa Kỳ. Nhưng có một sự chia rẽ sâu sắc khi người Hoa Kỳ xét đến quyền hiến định về mang súng. Theo cuộc thăm dò của Pew, 47% tin rằng sẽ có ít vụ xả súng hàng loạt hơn nếu việc sở hữu súng hợp pháp trở nên khó khăn hơn. 68% nói rằng họ ủng hộ một lệnh cấm vũ khí kiểu tấn công, trong khi 64% ủng hộ việc cấm những băng đạn cỡ lớn chứa nhiều hơn 10 viên. Các chuyên gia cho hay, trong vụ xả súng tại Las Vegas mới đây, hung thủ đã sử dụng hai thiết bị để biến những khẩu súng bán tự động thành tự động, có thể bắn ra từ 400 tới 800 viên đạn mỗi phút, thưa quý vị. Và sau đây là bản tin thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa đã có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kỹ nghệ ngày hôm nay là 84.07 điểm, ngừng lại mức 22.641.67 điểm. Chỉ số Nasdaq ngày hôm nay tăng 14.99 điểm, dừng lại mức 6.531.71 điểm. Chỉ số S&P 500 ngày hôm nay tăng 5.46 điểm, ngừng lại mức 2.534.58 điểm. Và phân lời công cổ phiếu 10 năm là 2.33%. Và thưa quý vị, giá dầu thô hôm nay là 50 Mỹ Kim 34 sen, giảm 14 sen một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ hôm nay là 1.274 Mỹ Kim 60 sen một ounce. Tại Việt Nam thì giá vàng mua vào hôm nay là 36.340.000 đồng một lượng, bán ra là 36.410.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam thì một Mỹ Kim hôm nay đổi được 22.770 đồng tiền Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức buổi tối của Đài Việt TV. Hải Bình cũng như Hoàng Quân xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tin tức tiếp theo của Việt TV.